chào anh chị các bạn. Hôm nay thì bên em vừa mới về em Vivo 1.2 2018. Đây là bản đầu tiên của bản đầu tiên là ra mắt. Thế cho nên là bản này là bản được độ body kit tại hãng. Biển 28A01710. Xe này thì mới đi có 1.8 đây anh chị nhá. Xe rất là mới, màu bạc. Biển 28A07110. Em quay để anh chị các bạn nhìn. Xe này thì đăng kiểm dài đến tháng 6 2021. Em quay phần nội thất. Anh chị nhìn phần nội thất luôn ạ. Bản này bản đã có start top, đề nổ, DVD, cam hành trình, ghế da, sàn 5T. Đó, option gần như full rồi ạ. Nội thất thì gần như là mới luôn. Xe này thì bên em đang chào bán ra là 348 triệu anh chị nhé. Anh chị các bạn có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại. Bên em có hỗ trợ làm ngân hàng, có vay hỗ trợ làm trả góp, mọi thủ tục. Đó, anh chị nhìn này, phần cánh cửa này. Đây là bản độ body kit là tại hãng luôn anh chị nhá. Xe này đã được trang bị cảm biến và camera lùi rồi, rất là an toàn anh chị ạ. Xe này là cá nhân một chủ. Giá cho bán thì hiện tại bọn em đang bán ra là 348 triệu. Hãng rồi. Anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình ạ. Bên em có hỗ trợ trả góp. Bác nào thiện chí đến thì alo cho em. Xem xe, các bác có thể xem xe, check xe tại bất kỳ đại lý Toyota nào mà anh chị các bạn quen hoặc gara nào đó để check xe, kiểm tra xe xem có đâm đụng hay không. Xe dòng xe này thì bên em nó nguyên bản. Bên em thì cam kết là không bán xe đâm đụng đâu anh chị nhá, không đâm đụng, không tai nạn đâu ạ. Rất là mới luôn ạ. Anh chị có bạn có nhu cầu thì hãy alo cho em theo số điện thoại trên màn hình để em sẽ tư vấn đến quý vị anh chị các bạn chi tiết rõ hơn về mọi thủ tục trả góp, trả thẳng anh chị nhá.